Chào mọi người. Thì cái bệnh nhiệt miệng á, hay là mình gọi một cái cách khác đó là cái chúng ta bị đẹn á, thì cái bệnh này nó không có gây ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta, nhưng mà khi mà chúng ta bị cái bệnh nhiệt miệng á, thì cái cảm giác trong người á, rất là khó chịu, và cái biểu hiện của nó đó là chúng ta ăn uống rất là khó khăn, đúng không? Ăn cái chất gì mà nó có ví dụ như là mặn mặn hay là cay cay á, khi nó bị dính vào cái chỗ mà chúng ta bị đẹn á, hay là chúng ta bị nhiệt miệng á, thì nó sẽ là rất gây cho chúng ta rất là đau, khó chịu. Vậy thì cái bệnh này nó không có ảnh hưởng đến cái tính mạng, nhưng nó lại ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta. Nó không đảm bảo được cái nguồn dinh dưỡng đưa vào cơ thể, từ đó nó dẫn đến là hiệu quả trong công việc của chúng ta là nó là sẽ bị giảm xuống. Ok, vậy thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho mọi người một cái bài thuốc để trị nhiệt miệng, và cái hiệu quả của nó thì rất là cao, là ở một cái cấp độ có thể nói là rất là tốt đó. Cho nên là mong mọi người vào cái video này chúng ta cùng xem, và sau đó có thể là chúng ta sẽ áp dụng trong một thời gian tới. Ok, mời mọi người. Đây, nhân vật chính của mình đây mọi người. Ok, cái này thì chắc mọi người nhận ra đúng không? Nó đây, nó có tên là cây ngô đồng. Ok, tôi gọi nó là cây ngô đồng ha. Còn nếu như mà ở từng vùng miền á, thì mọi người có nhiều cái tên khác, nhưng mà ở cái vùng của tôi ở á, thì cái này được gọi là cây ngô đồng. Ok, mọi người nhìn kỹ nha. Đây, trước mắt thì mình sẽ nhận dạng cho nó đúng. Đó, này là cái bông của nó nè mọi người. Này, vết tích bữa đó tôi chia sẻ cho mọi người cái bài thuốc về một cái bài thuốc chia sẻ về cái vấn đề là bị dời leo á. Vết tích của nó còn, vết tích chiến tranh còn đây. Ok, thì chúng ta sẽ đi dần dần xuống. Rồi, này, mọi người có thể nhìn thấy cái cụ nó rất rõ, đúng không mọi người? Đó, cái cụ nó đây. Đây là cái phần cụ. Ok, lá nó cái cây nó thì cái hình thức như thế này, mọi người có thể là nhìn cho rõ, để nếu mà chúng ta áp dụng làm thuốc á, thì chúng ta phải nhận dạng cho nó đúng. Tôi thì tôi muốn cho mọi người là trực quan nhất, một cái cách trực quan nhất để nhận biết những cái cây thuốc mà tôi chia sẻ cái cách làm bài thuốc và trị những cái bệnh mà có thể là chúng ta sẽ hiện tại chúng ta không cần dùng, nhưng mà trong tương lai có khi chúng ta phải cần đến nó. Thì kính thưa mọi người, cái bệnh nhiệt miệng thì tôi đã nói ngay từ đầu rồi, nó không ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta, nhưng nó lại ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta. Bởi vì trong quá trình ăn uống thì nó sẽ gặp ra một số vấn đề rất là khó khăn, ví dụ như nó gây cho chúng ta đau bỏng rát gì đó. Vậy thì cái bệnh này đặc thù của nó, cái bệnh mà nhiệt miệng này nè, đặc thù của nó là nó sẽ xảy ra ở cái vùng miệng chúng ta, ở trong cái vùng da non, đúng không? Ở trong cái vùng da non. Vậy thì cái biểu hiện của nó là nó sẽ có những cái nốt đỏ, rồi nó vỡ ra, nó có những cái quầng trắng. Ở trẻ em thì cũng rất là nhiều, trẻ em cũng rất là nhiều. Thì nói chung cái nguyên nhân của nó thì một phần nào đó là do chúng ta là vệ sinh răng miệng chưa đúng cách. Cái phần quan trọng nhất là do là chúng ta là ăn uống những cái thực phẩm nó có các cái tính chất nóng hay là bổ, nó vào trong người chúng ta, nó tích lũy lại, nó không được đào thải hết ra ngoài cơ thể. Thì trong một thời gian dài thì nó sẽ gây cho chúng ta một số cái biểu hiện, và cái bệnh nhiệt miệng này nó được
nó cũng được sinh ra từ cái nguyên nhân đó. Ok, vậy là mọi người hiểu cái bệnh nhiệt miệng từ đâu sinh ra rồi. Kháng sinh có thuốc đặc trị cái bệnh nhiệt miệng này hay chưa thì tôi không rõ. Nhưng nếu như chúng ta dùng kháng sinh để điều trị cái bệnh nhiệt miệng thì nó chỉ phù hợp với một số người thôi, chứ không phải là phù hợp cho tất cả mọi người. Lý do ở đây là vì có một số người đang phải dùng kháng sinh để điều trị những cái bệnh mãn tính, những cái bệnh siêu vi, cho nên thời gian sử dụng kháng sinh là một thời gian dài. Sử dụng kháng sinh trong một thời gian dài thì cũng góp phần tạo nên cái nguyên nhân sinh ra nhiệt miệng. Những người dùng kháng sinh trị bệnh mãn tính thì phải dùng thường xuyên liên tục. Như vậy, trong lúc đang dùng kháng sinh để điều trị cái bệnh mãn tính thì mọi người có thể sẽ không dùng được kháng sinh để trị cái bệnh nhiệt miệng. Bởi vậy, đó là những cái lý do, là những cái nguyên nhân mà hôm nay tôi muốn mang đến cho mọi người một cái cách trị bệnh nhiệt miệng mà không cần phải dùng kháng sinh. Chúng ta, nếu như người nào đó đang trị bệnh mãn tính mà phải dùng kháng sinh liên tục thì không cần phải dùng một loại kháng sinh đặc trị cho cái bệnh nhiệt miệng. Chúng ta sẽ dùng cái cây ngô đồng này để mà trị cái bệnh nhiệt miệng của mình. Như vậy nó sẽ không ảnh hưởng đến quá trình điều trị cái bệnh mãn tính của mọi người. Ok, vậy thì cách làm như thế này. Tiếp tục ha. Thay vì hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục bẻ một cái lá mới, nhưng tôi lại không bẻ cái lá mới. Hôm trước khi mà tôi chia sẻ cái bài thuốc trị bệnh dời leo, tôi nói mọi người rất là rõ, chúng ta tiết kiệm. Cái cây nó sống được là nhờ lá, cho nên chúng ta sẽ sử dụng tiết kiệm từ đoạn ngắn thôi. Vậy thì hôm nay tôi lại có cơ hội để sử dụng tiếp, để chia sẻ cái bài thuốc trị nhiệt miệng cho mọi người. Vậy thì cách làm như thế này: thay vì tôi bẻ một cái lá mới thì nó cũng chỉ là cái phần sử dụng của nó cũng chỉ là cái phần nhựa thôi, đúng không? Cho nên hôm nay tôi sẽ tiếp tục sử dụng cái phần còn lại của cái lá này. Ok, mọi người cứ bẻ ha. Cái lá này nó cũng hơi già rồi mọi người. Mọi người bẻ ra. Ok, bây giờ cái lá này nó ít nhựa quá, chắc mọi người không thấy, đúng không? Ít nhựa quá, thôi thì đành vậy, đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng một cái lá mới vậy. Vậy thì tìm cái lá nào đây, lá nào cho nó đẹp đẹp tí xíu. Rồi, ok, để tiến hành. Rồi, ok, để tiến hành tôi bẻ cái lá này. Đây, đây, cái phần nhựa nó dính trên tay tôi nè. Đó. Đó. Mọi người thấy đâu không? Đây, phần nhựa dính trên tay tôi nè, cái phần nhựa này nè. Chúng ta sẽ lấy cái phần nhựa này, đúng không? Mọi người nhìn thấy phần nhựa đúng không? Đó, chúng ta sẽ lấy cái phần nhựa này nè. Chúng ta chấm trực tiếp vào cái vết mà gọi là nhiệt miệng của chúng ta, hay gọi là vết đạn á, chúng ta chấm trực tiếp vào đó. Nếu như mọi người không tự chấm chính xác được thì nhờ người thân của mình chấm. Còn nếu như ở gia đình người thân đi làm rồi không có ở nhà thì bằng cách nào mà chúng ta làm được? Chúng ta sẽ bẻ cái nhựa này,
cũng vẽ từ đoạn thôi. Ha, chúng ta bắt đầu vẽ từ đây, đúng chưa? Chúng ta sẽ dùng một cái kiến, rồi chúng ta sẽ nhìn vào kiến, chúng ta sẽ chấm vào, đúng không? Chấm vào cái chỗ mà có đèn á, à, cái chỗ mà nhiệt miệng á, bị nhiệt miệng á, nó thành những cái mục nó đỏ đỏ đó, đau quá rác á, mọi người chấm vào đó cho tôi. Một ngày mọi người chấm cho tôi ít nhất 2 lần, ha, chấm ít nhất 2 lần, đó. Như vậy chỉ cần không quá 3 ngày thì cái bệnh nhiệt miệng của mọi người không còn nữa, sẽ không còn nữa. Nhưng nếu như mọi người sử dụng ít nhất 1 ngày 2 lần, còn nếu mọi người có thời gian rảnh rỗi thì sử dụng 3 lần 4 lần cũng được, không vấn đề gì. Ok, cái mũ, cái nhựa của cây ngũ đồng này không có độc đâu, mọi người yên tâm đi, nó không có độc đâu. Ha, nó không có độc đâu, mọi người sợ. Mọi người sử dụng như thế, rồi một ngày, xong một ngày, tới đêm mọi người ngủ, sáng mai mọi người thức dậy thì mọi người sẽ cảm thấy công dụng của nó như thế nào. Ok, những bài thuốc tôi chia sẻ thì nó luôn luôn mang một cái giá trị rất là hiệu quả cho mọi người, và cái giá trị nó là giá trị thực, cho nên mọi người cứ yên tâm sử dụng. Ok, khi mọi người sử dụng như vậy đó, không quá 3 ngày, một ngày ít nhất là 2 lần, nếu ai có thời gian, có điều kiện thì cứ sử dụng cho tôi 3 lần, 4 lần, vẫn yên tâm sử dụng, không có tác dụng phụ, không có bị gọi là quá liều thuốc đâu, mọi người đừng có sợ. Mọi người cứ làm như vậy, rồi 2 ngày, 3 ngày, mất tiêu, cái bệnh này mất tiêu. Có một số người đặc thù trong cơ thể, cho nên người ta gọi là đèn trăng, bởi vì là khi mà trăng nó mọc lên, có nghĩa là gần rằm âm lịch ấy. Gần rằm âm lịch thì những cái người này sẽ có rất là nhiều đèn trong người ha. Vậy thì dùng phương pháp này trị rất là tốt ha. Chúng ta cảm thấy mà có đèn rác, cứ ra bẻ cái cây này, lấy nhựa của nó, lấy nhựa của nó chấm vào vết đó, không làm cho mọi người khó chịu nhiều đâu ha. Không làm cho mọi người khó chịu nhiều đâu, nhưng mà tác dụng nó sau đó sẽ đảm bảo cho mọi người là có thể là ăn uống bình thường trở lại. Khi mà chúng ta ăn uống bình thường thì cái lượng chất dinh dưỡng đưa vào cơ thể nó sẽ là đảm bảo, như vậy thì hiệu quả công việc nó sẽ được tăng lên. Ok, bài chia sẻ này về bài thuốc trị nhiệt miệng hay là gọi là đèn á, cho mọi người đến đây là hết. Chúc mọi người sức khỏe, hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo. Rồi, mong mọi người luôn luôn ủng hộ. Ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay. Ok, có thể bây giờ tôi nói như vậy thì mọi người cho là ừ, cái thằng này nó nói cái gì vậy ta, đúng không? Nhưng nếu như mọi người theo dõi, ủng hộ kênh tôi trong một thời gian dài và có cơ hội nào đó sử dụng những cái bài thuốc tôi đã chia sẻ trên cái kênh này, thì mọi người sẽ hiểu được cái sự tận tâm nhiệt tình của tôi nó nằm ở chỗ nào. Ok, bây giờ chào mọi người.